Chào chị Viên Phi ha. Anh Phi ngủ với thức hay mới lại hả? Rồi chị Vi nè, em có nghe mẹ nuôi Phương Khôi á, nó nói rằng là bây giờ thằng Khôi ngủ ở nhà một mình không dám ngủ hay sao? À, Khôi nó ra không ai ngủ chơi với thằng Khôi đó. Ngủ trong phòng thằng Khôi rồi của em ngủ đi chung với thằng Khôi. Tươi gạo ha. Chơi vui. Thấy con em ngủ ơn đó. Là ngủ ban đêm thôi, còn ban ban ngày muốn đâu đi? Bà ngủ ban đêm không ạ? Ban ngày đi đâu đi nhà tư rồi đi. Nhớ đi đi đâu nhà tư rồi đi, còn ban đêm ngủ nhà Khôi. Đó mẹ nuôi con Khôi kêu đó, hay đó sao? Đó là mẹ nuôi Khôi kêu à. Rồi tại vì em qua thăm Khôi nè, mà em nghe gì đó. Nghe ai nói? Em nghe ta nói. À vậy hả? Có ai nói. Rồi chị có gặp Khôi chưa? Gặp rồi ấy. Vừa hỏi ý kiến con Khôi sao? Con em đi chơi rồi. Bữa nay nó không học đúng không? Bữa nay thứ bảy con em đi chơi. Chết Tết á. Rồi chị có gặp anh Tư gì chưa? Hỏi anh Tư cho anh Tư có đồng ý hay sao như thế nào chưa? Em chưa gặp anh Tư đâu. Chừng nào em gặp em nói được. Rồi cũng chưa gặp anh Tư hả? Chừng nào em gặp em nói. Rồi chị có biết về vấn đề này chưa? Anh Tư có biết vấn đề này chưa? Chưa có biết vấn đề này hả? Tư đang ở nhà anh Tư á. Đi bán số. Dạ sáng giờ chị cũng chưa gặp Khôi luôn. Tôi biết em số, không biết ăn không biết nữa. Rồi sáng giờ chị cũng chưa gặp Khôi luôn sao? Gặp rồi. Rồi chị có hỏi ý kiến của Khôi không? Em có hỏi đâu. Anh chỉ nghe à. Rồi bây giờ mẹ nuôi Khôi kêu anh Tư qua ngủ với Khôi gì? Cái đó quyền của và cái tịnh của anh Tư em à. Nhưng mà quan trọng là thằng Khôi nó có đồng ý. Cái đó là cái tịnh nhà anh Tư với thằng Khôi. Bởi vì quan trọng thằng Khôi nó có cho đồng ý cho ông Tư vô ngủ hay không chưa nữa. Em thể em hỏi phải hỏi anh Khôi em mới được. Hỏi anh Tư đồng ý thằng ngủ. Thì là anh Tư ảnh có qua chuyện qua ngủ hay không nữa. Chứ đâu phải muốn là được đâu. Là cái vấn đề này là chưa gặp anh Tư luôn. Chưa. Rồi cũng chị cũng chưa hỏi anh Khôi luôn hả? Chưa hỏi. Là chị nghe là mẹ nuôi con Khôi kêu anh Tư qua ngủ giữ anh Khôi ban đêm thôi ha. Là chỉ như vậy thôi. Chúc bà mẹ nuôi con Khôi được mạnh khỏe. Cảm ơn mẹ nuôi con Khôi nhiều. Quan tâm con em, cảm ơn nhiều. Anh Phi nè, sao mà bữa nay ngủ với thức cái gì cái mặt ngơ ngác như con nai tươi vậy? Anh có được người ta cấp cái giấy bằng anh chưa? Bằng gì? Anh không biết bằng gì luôn hả? Chị Vi nói bằng gì hả chị Vi? Bằng gì? Bằng gì đâu? Bằng nói dốc hả? Không, anh Phi nói anh Phi đi mua cái liệu á, 4 ngày, anh Phi nghỉ 1 ngày nghỉ mệt. Vậy hả? Sao nãy chị nói khác nha? Rồi em nói anh Phi ra, bây giờ anh Phi không biết sao, anh Phi hồi đó Phi làm, bây giờ anh Phi không biết nên sao nữa. Không chịu làm luôn đúng không? Thì nghỉ 1 ngày nghỉ rồi, bởi vì sao không có lo cho vợ, sao là vợ mua đồ ăn. Vì lý do gì anh Phi? Hồi đó là mình không khỏe hay là mới lúc này? Anh bớt gọi đi, sức khỏe anh yếu đó. Em thương anh, quan tâm anh, em nói đó. Anh Phi có biết rằng là tại lúc này sức khỏe mình không có là anh biết lý do tại sao không? Em không ăn uống, em bị em kêu nấu mì gói ăn đi, rồi anh không chịu ăn nữa nè, mì gói. Mấy hồi mày hủ á. Cô ăn em cũng khuyên rồi, anh không chịu ăn. Tại sao không chịu ăn? Em không biết lý do sao. Không dầu. Rồi anh cứ không ăn không uống cái này hoài, anh cứ nhậu nhạt như hoài rồi làm sao mà có sức khỏe được anh Phi? Anh sống em anh vậy lại ấy, vậy em cũng cảm anh nha. Anh khuyên quá trời, khuyên cỡ nào cũng không nghe. Mỗi ngày này chị Vi có khuyên anh không anh Phi? Khuyên hoài không có nghe. Anh Phi. Khuyên bớt rượu lại. Mỗi ngày này chị Vi có khuyên anh không anh Phi? Hả? Mỗi ngày này chị Vi có khuyên anh bỏ rượu không? Dạ cũng có nói. Nhưng mà mình bỏ không được hay sao? Tại em muốn quen rồi nào giờ. Không có gì là quen hết chứ. Quan trọng là cái lập trường của mình có đứng vững lập trường để mình xác định mình như thế này như thế nào không thôi chứ. Xì ke anh ta còn bỏ được nữa, nó chỉ cũ. Em bỏ được rồi.
Ủa từ từ bây giờ mình có làm được bỏ chưa? Mình có làm được từ từ chưa? Đó, như sáng giờ có uống rồi giọt nào đâu. Sáng giờ chưa uống luôn hả? Bây giờ chị Vi nói thiệt là sáng giờ anh Phi có uống chưa? Có uống đâu. Mà sáng giờ anh Phi uống cà phê. À uống cà phê thôi. Chứ chưa uống rượu hả? Chưa. Bỏ vậy đó hơi mệt vậy đó. Ừ, chứ nghĩa là hiện tại bây giờ nếu mình không có rượu vô trong người là mình cảm thấy mệt đúng không? Rồi có rượu vô mình cảm thấy khỏe không? Không biết nó sao nữa. Thì anh cảm nhận trong người của anh sao, anh nói sao, anh nói vậy đi chứ có cái gì đâu mà không biết nói sao. Thì có vô thì nó đỡ hơn. À, khỏe hơn ha. Còn không có rượu thì hơi mệt. Người nó xe không đổ xăng. À, có nghĩa là trong bây giờ trong cơ thể của mình là tiếp xúc với thần men rồi. Mình không có men là mình không chịu nổi đúng không? Đúng không anh Phi? Có chịu người đó. À. Nè, em nói là anh Phi không à, không uống cũng vậy, không uống phải ăn ít. Ừ. Không ăn phải uống phải ăn. Không ừ. Phải mà không uống không ăn. Ví dụ mình không uống phải không? Uống phải mình phải ăn. Rồi anh Phi không chịu ăn hay sao? Em hỏi anh Phi ơi, nó bụng ơi, mua mì gói nó cho anh Phi không ăn. Ừ. Chịu ăn. Rồi. Em cũng không biết sao ăn. Bây giờ mình có cái chiêu này nè chị Vi. Thì thôi bây giờ nè, phòng trọ mình có chìa khóa mà đúng không? Mình nấu một nồi cơm nè, rồi đồ ăn mình làm sẵn bỏ trong phòng. Rồi chị khóa cửa, chị đi ra ngoài chị khóa cửa lại. Chị khóa cửa lại, đừng có để chai rượu gì ở trong cổng nha. Khóa cửa lại, để cho anh Phi ở trong cổng một ngày. Không được, anh Phi qua uống cũng đâu có cho ra ngoài đâu mà uống. Không, em không uống à. Hỏi anh Phi mà nói mà không uống sao mà được ngày nào mà ngày một không uống rồi. Không uống à. Anh Phi một ngày một mà không uống thử anh Phi mà không ói lên rồi ói xuống kệ cho ói rồi nó qua luôn. Dạ lúc đó sợ với bệnh viện uống hả? Lúc đó sợ với bệnh viện uống. Bệnh viện có bác sĩ người ta lo. Lúc đó khổ em nè, lúc em không có tiền bạc nè, lúc đó ai trả tiền là phòng nè, tiền là kích nè, tiền với bệnh viện nè, ai trả em? Thì lúc đó mình nói mình nghèo khổ, mình không có tiền phải khỏi trả giật luôn. Em nói không uống. Hồi bữa nay anh chưa uống đúng không? Sáng giờ đó. Sáng giờ chưa uống. Đâu anh thử nguyên bữa nay anh không uống thử coi xem cảm giác như thế nào. Thì phải vậy, hơi khó chịu thôi. Hơi khó chịu cũng phải chấp nhận thử coi nữa làm sao. Mình có vượt qua được hay không? Mình không thử làm sao mình biết đúng không? Bây giờ thử bữa nay nè. Mình ngồi uống cà phê ở đây rồi đi vô chùa chơi vòng vòng đốt nhang này nọ khấn nguyện xong rồi đi ra đây. Có chưa? Có, hai chồng em đốt nhang rồi. Chị nói chị đi một mình mà anh Phi ngủ ở nhà. Em đi mà hai chồng em mới gọi má Phi về. À vậy hả? Chứ không, em đi đốt nhang. Ừ. Không phải em đi ơn. Đâu nguyên bữa nay là anh Phi ở đây khỏi cần uống thử coi xem như thế nào. Chịu đựng được không anh Phi? Chịu đựng được không? Anh thương em á, anh Phi là nghe lời em đi. Ừ. Thương em nghe lời em đi. Hay là chị Vi hỏi anh Phi thử anh Phi có còn nhớ cái vợ cũ mà đam mê đút đầu vô cái men rượu không? Anh Phi mà em có biết ra tại anh Phi mà xuống sống với em mà anh. Hay là anh Phi vẫn nhớ vợ xưa? Vẫn anh, nhớ vợ trước? Nhớ đâu nhớ. Anh đã sống em anh đừng nhớ tới ai hết. Nhớ đâu nhớ. À, anh phải cố gắng thôi, phải mạnh mẽ lên rồi đúng không? Phải mạnh mẽ lên. Không, anh Phi nói dốc đó chị Vi. Muốn sống với em phải mạnh mẽ lên. Chị Vi, anh Phi nói dốc là anh Phi nói là không nhớ vợ trước là anh Phi đang nói dốc đó. Làm gì nhớ nữa? Chứ mình anh không nhớ vợ trước làm sao anh phải giải rượu bằng anh uống rượu để giải sầu chứ? Tại thói quen tôi vậy. Quen đâu mà quen. Cái này là sức khỏe anh yếu, anh uống nhiều càng yếu. Ừ. Không phải là cấm cản anh quen, mà anh phải uống ít lợi. Ai cấm cản anh được? Cái này anh nhớ gì? Anh uống vì của anh, anh uống vì của anh mà. Tại sao họ anh nói không nhớ mà sao anh khóc? Nói vì vợ anh cái anh khóc. Là sao? Nhớ lại kỷ niệm thôi. Đó, vậy mà nó không nhớ gì vậy đó. Anh hỏi ta vì anh nhớ ai vì của anh. Ừ. Anh nhớ già vợ anh phải cố gắng lên phải mình. Vậy mà nó không nhớ đó mà không khóc gì vậy thế không? Nói vì vợ xưa vợ trước của anh Phi, cái anh Phi khóc ủ ủ ủ. Không có đâu à. Sao không có được em có sách mách có chân, em có ghi hình đàng hoàng.
Anh em hỏi nè, anh muốn gặp vợ anh không? Nè. Rồi cho gặp. Rồi thôi. Sao mà anh nhớ hoài vậy? Tại anh đã gặp gia đình rồi mà nhớ hoài. Ừ. Em có ghi hình anh khóc đàng hoàng, khóc như mưa. Vợ khổ nên không lo. À. Vợ khổ là chăm sóc vợ chồng. Đúng rồi. Bán mãi đâu. Đó, anh Phi lại đánh lạc hướng đi chỗ khác. Nói về vấn đề là vợ trước là anh Phi lại đánh trong lạng đi chỗ khác. Không nhớ mà. Không nhớ sao bữa đó anh khóc. Bây giờ hơi buồn thôi. Đó. Anh muốn gặp vợ anh, em cho gặp. Ừ. Em không phải mà em không thấy dễ ai mà anh nhớ hoài sao em mà sống được. Rồi chị Vy có đồng ý cho gặp không? Đó, đã nói em đồng ý rồi, muốn gặp vợ anh chú thiệt sao? Tớ nhớ hoài, sống với vợ mà nhớ hoài. Nhớ đâu mà nhớ. Sao mà hạnh phúc. Nhớ gì mà nhớ. Không nhớ. Em có ghi hình anh khóc nha, em hỏi anh cái vấn đề vợ trước anh như thế nào, anh khóc ủ có đâu à. Có mới sợ á. Không có. Khóc hồi nào. Có, em có ghi hình đàng hoàng, chị Huy đưa cái máy cho em mở cho chị coi. Em sim nhỏ đổi sim. Đấy nè, em mở ghi hình cho chị coi, clip nè, clip có ghi hình anh khóc. Không, làm tôi khóc. Rồi. Mới đây mà. Có làm thì tôi khóc. Có. Có vụ đó đâu. Nhớ thì nhớ, cái khóc thì vậy, lúc đó lên anh Phi là sao, anh Phi buồn, anh Phi khóc. Ừ. Rồi mỗi ngày này chắc có lẽ anh Phi nhờ vợ trước quá rồi nên kiếm uống rượu vô để giải sầu đó cho em nói chị Vy nghe luôn. Chứ nhớ vậy. Nhớ là thăm vợ anh đi, ai không mà cản anh đâu. Không mà tính ra chị Vy hay, em khen chị hay là cái chỗ mà này, đang sống với mình mà tưởng nhớ bóng hình khác mà chị vẫn chấp nhận được hay. Cho em ơi, ai cấm cản anh đâu. Em nhớ anh cũng như em. Khổ với nhau. Anh Phi hiện tại bây giờ nói chị Vy nghe nè, đang sống với chị nhưng mà vẫn nhớ người khác đó. Làm gì nhớ trời. Người ta bỏ anh bỏ người ta, đó là em không biết. Người ta bỏ anh mà. Em có chuyện em không biết đâu, người ta bỏ anh bỏ người ta, em có việc chuyện em không biết. Rồi chị Vy không tìm hiểu anh Phi kỹ càng như thế chứ vậy? Kể gì đó, ở mấy năm nay rồi. Biết tên em rồi. Nhớ gì nhớ. Ta đã gặp gia đình rồi, nhớ chi nữa. Nhưng mà anh Phi vẫn nhớ. Làm gì nhớ nữa. Em nói là không nhớ nữa. Hổm á, em chỉ kêu anh chị nhắc lên những cái vấn đề là vợ chú anh Phi như thế nào. Anh nhớ người ta có nhớ anh không? Ừ. Phải không? Nhớ nè, người ta nhớ anh nè, ta lại thăm anh rồi. Thật thà phải không? Thăm con anh rồi. Đó là em đồng ý. Con nó còn bỏ ừ. Đó em đồng ý thiệt mà anh chơi nhớ người ta, và người ta có nhớ anh không? Con anh nó con người ta, tao không lại thăm nó biết cỡ nào rồi. Anh em đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đúng không? Kiếm đường đi nè, chị Vy thấy không? Nhắc lại chuyện đau lòng á. Có nhớ ai? Không nhớ sao không dám đối diện sự thật. Thì nói vậy, nãy giờ em nói rồi, nhớ vậy. Rồi chị Vy bây giờ anh Phi ảnh vậy chứ rồi sao? Ông buồn. Ông buồn vì vấn đề là vợ trước thì sao? Vợ bỏ đó. À, đó. Sợ người ta anh Phi còn nhớ ai biết. Anh Phi buồn vì vợ bỏ đó, em ra mới đâm đầu vô men rượu đó. Em nói rồi, sao mà người ta bỏ anh Phi được. Tội nghiệp anh Phi, sao người ta bỏ. Có gì với người ta bỏ anh Phi. Có là em chuyện tài tiện gia đình sao em có biết được. Em là người em người đứng sau thôi, phải không? Em là người vợ sao em có biết chuyện người ta. Làm gì chợ bỏ anh Phi được. Anh Phi có tội tình đâu mà bỏ, phải không? Đúng rồi. Anh Phi có làm tội tình nên mà bỏ anh Phi. Anh Phi buồn, anh Phi bỏ gì vậy? Nhớ vợ trước. Cái đó chị em không biết. Và muốn đang sống với em mà nhớ em cũng chấp nhận cho nhớ cho thăm. Nhưng mà chị có chấp nhận được là đang sống với chị mà nhớ hình bóng người khác không? Thì để nó em cho em muốn nói gì đâu. Chấp là chị có chấp nhận đúng không? Em có em hỏi ai đâu. Thì tính em nói là thật lòng mà em có chữa chồng em. Anh nói chị nghe là lợi thăm là không có lợi thăm, mà anh Phi cũng đến thăm ta còn không có thăm đâu mà người ta cũng lợi thăm đâu. Để nói cho là thăm mà lợi thăm. Ta chỉ nhớ trong hình cái tâm trí của người ta chỉ nhớ thôi vậy hiểu không?
Có nghĩa là anh Phi trong Phi á, trong tâm trí của anh Phi vẫn nhớ. Mà anh sợ, đó là tiền người ta, tôi không phải xăm tiền người ta, sao biết sao được. Em là người dạy sao là em... Nên chị phải chấp nhận thương đau đúng không? Anh Phi đau, em cũng có đau. Tới bây giờ đau cũng cho chấp nhận. Chịu rồi đúng không? Cam chịu số phận đúng không? Anh Phi đau em cũng đau nữa. Nhớ hình bóng ai không biết. Rồi bây giờ cái vấn đề đó, bây giờ anh Phi không có ở đây, mình nói cũng như không mà. Nhớ hình bóng ai không biết. Rồi bây giờ cái vấn đề là chị một hồi chị phải liên hệ gặp anh Tư mới được. Anh Phi anh Tư có ở nhà không mà em liên hệ. Chị phải liên hệ chị, có một hồi như cái anh Tư anh vô chùa làm sao. Thời là em thấy rồi. Chị vui, nhiều khi gặp anh Tư, chị hỏi anh Tư bây giờ là mẹ nuôi có con Khôi đó, có nhờ anh Tư như vậy đó là lại ngủ với con Khôi ban đêm, anh Tư thì sao, có đồng ý không? Anh Tư đi chơi chỗ nào, Tết anh đi chỗ nào, không ở đây đâu. Thì chị phải gặp anh Tư, chị phải hỏi, rồi thứ nữa là chị phải hỏi con Khôi nữa. Khôi mẹ nuôi con có kêu là cậu Tư phải không? Cậu Tư qua ngủ với con ban đêm đó, rồi con có đồng ý không hay như thế nào? Để em hỏi không. Bữa nay nhiều người ta đến chùa quá ha. Nhiều người ta đến chùa. Có em á, người ta dạy. Bữa nay nhiều người đến chùa á chị biết ha. Tết. Mà bữa nay người nào cũng đẹp hết trơn ha. Tết. Người ta mít cúp hay là sao ta đẹp tự nhiên ta? Người ta Tết, người ta là có người ta đốt nhang. Có bữa nào chị Vi thử make up với người ta coi làm đẹp với người ta có được không? em là bà bình thường thôi. Làm bình thường thôi hả? Đẹp sẵn rồi. Trời ơi. Chị Vi đẹp sẵn luôn hả? Mặt sửa sạn kia nữa. Chị Vi là không thích make up, cũng không thích sửa sạn, là chị Vi phải để tự nhiên đúng không? Để tự nhiên à. Sửa sạn. Thì ra là như vậy. Thôi tôi cũng cảm ơn chị nhiều ha, để chia sẻ cho em ha chị ha.